Kỳ nghỉ hè đã bắt đầu cũng là lúc áp dụng một số thay đổi tại Séc. Trong năm nay, thay đổi nhiều nhất là về tiền bạc. Ví dụ, do lạm phát và trợ cấp từ nhà nước thay đổi hay một số loại tiền giấy hết hiệu lực. Hãy cùng xem những thay đổi lớn nhất kể từ ngày 1 tháng 7. Đầu tiên, kể từ ngày 1 tháng 7, các cuộc gọi điện thoại quảng cáo tiếp thị sẽ bị cấm. Những người đã đồng ý trước đó mới có thể nhận được các đề nghị qua điện thoại. Ngoại lệ là những công ty cung cấp cho khách hàng của mình. Thứ hai là từ đầu tháng 7, các quy tắc về nhận trợ cấp nhà ở sẽ có một số thay đổi. Những người xin trợ cấp phải ghi lại thu nhập và chi phí 6 tháng một lần. Cho đến ngày hôm qua thì họ đã phải ghi 3 tháng một lần. Đồng thời các bậc phụ huynh có thể nhận trợ cấp nuôi con tăng từ 10.000 korun lên 13.000 korun mỗi tháng. Nhưng tổng khoản tiền nhận được hỗ trợ vẫn là 300.000 korun. Thứ ba là khi bắt đầu vào kỳ nghỉ hè, một số tuyến giao thông công cộng sẽ thay đổi và chuyển sang tuyến đi mùa hè. Chính phủ của Thủ tướng Petro Fiala cũng có sự thay đổi nhân sự đầu tiên. Kể từ ngày 1 tháng 7, thành viên phong trào Stan là luật sư hiến pháp Vladimir Balash trở thành Bộ trưởng Bộ Giáo dục mới thay thế cho ông Petr Gazdik. Cũng từ ngày 1 tháng 7, Cộng hòa Séc một lần nữa đảm nhiệm vị trí Chủ tịch Luân phiên EU trong 6 tháng tới. Các chủ đề chính trong nhiệm kỳ lần này là cuộc chiến tranh Ukraine và cuộc khủng hoảng kinh tế liên quan đến nó. Kể từ đầu tháng 7, hiệu lực của các tờ tiền giấy cũ có giá trị từ 100 korun cho đến 2.000 korun sẽ hết hạn. Người dân sẽ không thể sử dụng những loại tiền này nhưng vẫn có thể đổi sang tờ tiền mới ở các ngân hàng nhà nước, cũng như tại ngân hàng thương mại. Từ tháng 7, mức sống của một người trưởng thành sống một mình sẽ tăng từ 4.250 korun lên 4.620 korun. Chi phí sinh hoạt tối thiểu sẽ tăng từ 2.740 korun lên 2.980 korun. Nguyên nhân là do tăng giá. Những người không trả các khoản tiền cấp dưỡng nuôi con sau khi ly hôn sẽ được tự động đưa vào danh sách những người không được chơi cờ bạc. Và hiện tại có tới 190.000 người đang ở trong danh sách này. Sau gần 4 tháng thì từ đầu tháng 7, tình trạng khẩn cấp ở Cộng hòa Séc cũng sẽ không còn được áp dụng. Chính phủ đã ban bố tình trạng khẩn cấp vào đầu tháng 3 và họ đã kéo dài hiệu lực nhiều lần để giải quyết làn sóng người tị nạn từ Ukraine.